Chị về để cho em ít ngô xay cái. Chị cho em ít ngô xay cái. Ngô ngô đập vỡ vụn nhỏ nhỏ thôi, đừng cắm không phải tấm. Anh Hùng nổi tiếng mẹ gì nó mà quay nhờ. Để cho em 2 cân cám vỡ ấy. Chứ không, đây đúng rồi, chính là nó đây rồi. Chính là nó đây rồi. Quay đàn... không ăn cám mà lớn. Không ăn cám mà lớn à? Ngậm... độc ngậm hơi à? Nó tao không cho ăn cám đâu, nó lớn rồi. Mới lại để cho 2 cân cám cám đẻ, vịt đẻ. Cám vịt đẻ loại 1 ấy. 2 cân à? Ừ. Chỗ đấy 10.000 đấy. Bao nhiêu tiền được, nhưng mà cơ bản là về ăn phát phải đẻ luôn cơ. Nếu mà về ăn phát đẻ luôn em giả chị thêm tiền. Thế giờ bao nhiêu tiền này? Cái này đi 20.000 này. 20.000, 30.000. 30.000 thôi nhỉ. Rẻ hơn mua đậu. Long Đen xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thật sự là mỗi một lần lên phố về là nó lại là một lần tốn rất chi là nhiều tiền luôn. Đây là đồ này, là đồ để phun thuốc sâu vườn hoa hồng này. Còn đây là cám để cho vịt và uy nương và chim chỉ. Được rồi, mình sẽ chia sẻ sau về cái món này. Còn đây là cái món kê dành cho những con chim ở trong AV của mình. Đấy. Thưa với các bạn thì trong mấy video gần đây rất nhiều các bạn có gửi đến cho Long Đen một vài cái ý kiến rất chi là bổ ích, đó là sử dụng đến ngô và cám vịt đẻ. Thì ở nhà mình thì cũng có cám vịt đẻ rồi, bởi vì ở ngoài vườn ấy nó cũng có một đàn vịt ấy, thì mình lại mua thêm khoảng độ từng này nữa để cho ăn phụ thêm với ngô này. Đấy, nói chung là cùng thêm với hột kê này để làm một cái món thập cẩm để bổ sung thêm cho vịt uyên ương và chim chỉ. Thì bây giờ thì mình pha chế để đem ra thăm hỏi mấy chú vịt uyên ương và mấy con chim chỉ của mình các bạn nhé. Mặc dù là có thêm những cái cám khác, thế nhưng mà mình vẫn phải phụ thêm một chút xíu cám gà loại 1 này các bạn này. Bởi vì là mình mà thay đổi cám ngay ấy, thì là nó sẽ ảnh hưởng tới cái chế độ ăn của nó. Đúng rồi, đúng rồi, làm tí không? Này, đây. Cho một tí thôi nhá, để phần vịt nữa chứ. Chế độ đốm là chế độ ăn kiểu khác. Cái hột cám này nó to lắm các bạn. Hột cám này nó hơi to. Mình hơi sợ là nó sẽ khó ăn ấy, cho nên là mình chỉ dám cho ăn phụ thêm một chút xíu để cho nó quen dần thôi. Đó, đây là ngô nữa này. Ngô này cũng sợ hơi to một chút xíu. Vừa nãy trêu bà chủ quán bảo là nếu mà vịt uyên ương của mình mà đẻ với chim chỉ của mình ăn cám nó cám mà đẻ luôn giả gấp đôi tiền luôn. Thế nhưng mà không được các bạn. Đây là mình cũng là thay đổi để theo cái ý kiến của nhiều các bạn, bởi vì mình thấy nó cũng có lý mà. Đấy. Đúng rồi, đã ăn hết rồi chứ. Đã ăn hết rồi chứ. Thôi, chốc anh cho ăn cơm nhá. Mày ăn nhanh như thế thì con mà ăn hết cả phần của coi nhỉ. Vịt rồi. Đã xong. Thật sự là mong ngóng chúng nó sinh sản từng ngày một các bạn. Các bạn, đây là con khuyên mồi của mình đấy. Các bạn biết vì sao mình treo ra tận ngoài này không? Đây gọi là mang rừng về nhà. Một cái ý tưởng rất chi là táo bạo. Nói là nói vậy thôi, thì mình treo ra ngoài này ấy. Con này nó hay líu mà. Thì mình đang muốn kích cái con non kia để líu chè. Thì mong sao là có duyên thì mong sao nó sẽ líu được chè. Đấy là cái ý định của mình như vậy, để tách nó ra, không là cái con khuyên ở nhà nó học theo cái con này. Thế nhưng mà không ngờ đâu, khi mà mang ra ngoài này các bạn ạ, thì là bao nhiêu con chim ở ngoài này, cái kiểu con chim khuyên ấy, nó màu xanh xanh, nó lẫn với lại lá bưởi này, mình không nhìn thấy nó. Thế nhưng mang ra đây một lúc thôi, ui mình cảm tưởng như ở cái vườn này của mình toàn tiếng chim khuyên níu thôi. Nó gọi ở đâu về nhiều thế, con khuyên này của mình rất chỉ là giỏi luôn đấy. Hay đấy. Còn thì ở bên trong này này, con khiếu này các bạn này, mình mang con khiếu ra rồi, bỏ đói để mình tí nữa mình vào cám cho nó bằng với dế. Thì sau mình thử mở áo lồng ra, mình treo vào trong này xem, để phản xạ xem như nào đã. Đây, nó đang ngóng rồi này, con mái này. Đấy, nó nghe cái tiếng của mình là nó đã ra rồi. Mấy con nó quấy lâm ở bên này thế, nghe tiếng của mình phát là nó đón chào luôn. Nhìn này, các bạn nhìn này. Hiu. No. Này, các bạn nhìn này, bay ra rồi này. Đấy, bảo sai đâu. Nghe giọng của mình cái là nó triển khai nó ra để cướp nhau luôn. Thôi, không nói dài dòng nữa. Các bạn, bởi vì các bạn đóng góp cho mình cái ý kiến nó thật sự là rất chi là thuyết phục. Mình cho ăn cám một, cám gà ấy.
thì đúng là nó là nhiều các bạn bảo là nó tốt theo kiểu khác. Còn thì cám đẻ thì là trong thức ăn chất dinh dưỡng của cám vịt đẻ thì người ta bổ sung một số các loại mình gọi là các loại chất chẳng hạn, hoặc là ví dụ như các loại nó tốt cho kiểu như phát triển trứng ấy và hormone tăng trưởng cho kích thích trứng nó nhanh đẻ này, mình có tưởng tượng nôm na là như vậy. Thì mình nghĩ là chắc là cũng là có lý. Và thứ hai là cái ngô này này. Trong cái ngô này thì nó làm cho cái con vịt hoặc con chim chí của mình ấy nó béo thì nó sẽ khỏe hơn, và trong khi đó nó sẽ kích được cái mình gọi là hormone sinh sản tốt hơn. Rồi bây giờ thì tiến hành vào cho ăn thôi. Chắc chắn là sẽ mất thời gian đầu là nó sẽ khó ăn đấy các bạn, nhưng mà thôi được rồi, mình sẽ dần dần cho nó quen. Không có gì là cái có thể là nó theo khuôn khổ ngay của mình được đâu. Đấy, mới đầu cho ăn ít thế này thôi, không là nó không ăn thì bỏ phí lắm. Hiu. Con là vịt uyên ương cực kỳ xấu luôn, vịt uyên ương trống ấy, đang thay lông mà. Thế nhưng mà thôi, mong sao là may mắn mình gọi là may mắn. Rồi bây giờ sang bên này. Em chim chí này. À, về bên chim chí này ấy, các bạn thì mình cũng thực sự là cũng cho nó ăn rau này, củ này, quả này, đầy đủ luôn. Thế nhưng mà đúng là vẫn phải phụ thêm cám, không thể không được đâu các bạn. Rau lúc nào cũng có luôn, còn có cả đu đủ ăn luôn nhá. Khỏe mạnh lắm, các em nó thì rất chi là tuyệt vời. Giờ chỉ cần chờ cái chế độ có thể là mình thay đổi chất dinh dưỡng một chút xíu là nó sẽ ok thôi. Đấy. Còn bớt lại một chút xíu rồi đem lên cho vịt. Đấy. Ok, ăn đi em ơi, ăn đi. Ăn đi mà đẻ nhá. Anh đang ngóng mày lắm ấy, đang mùa sinh sản. Mùa này là mùa sinh sản của chim chí đấy, cho nên là mình phải vội gấp ngay, không là lỡ lỡ nhịp là sẽ bị muộn màng, lại phải chờ đến tận sang năm cơ. Thế cho nên là phải rất chi là cố gắng. Rồi bây giờ thì mang về cho vịt rời một chút xíu nữa. Đã rất lâu rồi các bạn chưa được nhìn vịt vịt rời của mình đúng không? Đây gọi là mai mai. Còn thì két két thì là ở dưới kia rồi. Két két thì to gấp đôi em trống này cơ. Đấy, dài. Chắc là mình nghĩ là cũng gần sinh sản rồi, gần đẻ rồi. Nếu mà đẻ thì lần này thì mình sẽ xem nào, mình cũng sẽ phải đợi đẻ khoảng độ tầm qua tầm 10 đến 15 quả, sau đó mình sẽ nhặt vào mình ấp. Mình ấp để xem chắc chắn là nở thôi, bởi vì nó có trống mà. Không sợ đâu. Đấy, còn bên này thì Tân Châu thì đang rất thèm, thế nhưng mà Tân Châu chưa ăn được loại này bởi vì gà con chưa ăn được loại này. Tèng tèng, tèng tèng, tèng tèng. Các bạn, đợt trước thì lở được 9 con ấy, à được 7 con ấy. Thì hai cái con mà nó nhỏ nhỏ nó bị tật đấy thì là nó không sống được các bạn. Nhưng mình không có quay cho các bạn bởi vì là trông nó đáng thương lắm, nhưng mình biết trước là cái kết quả nó sẽ không được. Thì lần này được có 5 con này thôi. Đấy. Còn một đàn nữa là đang ở dưới kia các bạn. Con gà rừng ấy, con gà rừng mái của mình nó sổng các bạn. Nó sổng mình tưởng là mất cơ. Đây, nó chỉ còn bung nhẹ là cái phát là nó ra. Nó sổng lên nó xuống dưới kia thì hóa ra bây giờ nó lại kẹp đôi với lại mấy con gà Tân Châu của mình cơ các bạn. Hay là kiểu bọn gà trọi gì đấy nó thấy con đấy nó nhỏ nhỏ á, nó không cho chơi cùng hay sao ấy. Thế là hắn ta đi chơi với lại cánh gà Tân Châu rồi. Kia kìa các bạn này, đây đây đấy, con gà rừng đang ở trong bu đấy. Cứ đi theo đàn Tân Châu rồi thôi. Cả con gà mái hơ mông kia của mình nữa. Đấy, mấy cái đứa nhỏ nhỏ là chơi với nhau. Còn thì con gà trọi khổng lồ thì nó ở vế kia. Đấy. Nói chung là con nào nó đi với con đấy. Cái kiểu như là phân cấp theo kiểu như là thằng nhỏ chơi với thằng nhỏ, thằng to chơi với thằng to hay sao. Vui thật đấy. Ở trong cái vườn nhà mình thì có những cái chuyện nó rất chi là hay luôn. Là về về những con vật này này. Đấy. Nó theo phân chia theo kiểu đẳng cấp chơi. Ghê thật đấy. Còn con ngan mái này của mình thì 2-3 hôm nay ấy, đang đi tìm tổ đẻ rồi. Cái kiểu như là cứ bới bới lá ra để lăm lăm vào cái kiểu làm tổ ấy. Thế nhưng mà mình tìm rồi nhưng vẫn chưa thấy đẻ. Hay thật. Con ngan này đẻ thì mới là vui này. Ngan này ấp đẻ trứng mà ấp ra đàn con thì mới kết được. Con ngan này không cần phải dùng máy ấp luôn. Lần này nếu mà đẻ thì mình sẽ không sử dụng máy ấp để xem nó ấp khéo không, để cho các bạn thấy là ngan này nó khéo hơn vịt.
đã xong. Đây là phương pháp vào cám của mình nhé các bạn. Mình nghĩ là em khiếu này ấy, thì là chắc là họ bẫy được cái kiểu như hàng bổi bổi chưa vào cám theo kiểu ăn sâu ăn dế này bao giờ các bạn. Cho nên là nó cũng không có ăn đâu. Mình bón sâu nó cũng không ăn luôn, mà bón dế nó cũng không ăn luôn. Đấy các bạn thấy không? So với ngày hôm qua nó đã khác hơn nhiều rồi đấy. Hôm nay nó không còn nhồng nữa. Hôm qua mà như này nó phi rầm rầm cả luôn. Thế nhưng mà thôi được rồi, để cám đây đã. Chắc là phải tầm chiều thì mình mới chiều tối mình mới bắt đầu cho ăn được, bởi vì để phải để cho thật đói thì mình mới mới thuần được nó. Thì đây cũng là một cái vài cái ý kiến của rất nhiều các bạn đã đóng góp cho mình ấy. Còn bây giờ thì mình đem ra mình thử treo. Hôm nay quyết định thử treo, bỏ hết áo lồng ra, treo vào xem con mái nó thái độ gì. Chơi quả coi như là nhất ăn cả ngã về không rồi này. Tại sao lại nói là nhất ăn cả ngã về không? Bởi vì là nhiều các bạn ấy bảo mình là anh ơi, khiếu của em đang cảm giác rồi, khiếu của em đang làm tổ rồi. Mà mình cũng xót hết ruột luôn. Thế nhưng mà nhiều cái cũng có thể là vội được, nhưng mà có những cái không thể vội được. Cho nên nhiều khi cũng là rất chi là khó. Còn thì ui ui, từ từ đã để mình, ui ui, ui làm gì đây? Chừa treo vào, không được đánh nhau. Không được đánh nhau ở trong này. Mình là một nhà mà. Ê, đây là đánh nhau hay là làm cái gì đấy hả? Khiếu má ơi, mày ương vừa thôi chứ, kiếm chồng mới cho lại còn. Theo như các bạn, đây gọi là đánh nhau hay là nó đang làm tình với nhau các bạn nhỉ? Mình cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. Để mình thử theo dõi nó xem một chút xíu nào, xem các bạn theo như các bạn như thế này là ok chưa? Chứ mà cái con khiếu trống này của mình hôm qua mình mang lên trên nhà ấy, ui nó hót kinh khủng luôn. Con này ở dưới thì cứ kêu do do cả, con ở trên ui nó không ngủ được với nó luôn. Đấy. Khiếu mái cái kìa. Có cái má bông trắng là cứ xè ra kìa. Sao không được hư nhá. Đây là mổ nhau chứ không còn gọi là yêu thương gì nữa nhỉ. Chán thật đấy. Khó đấy, ca này khó đấy. Nhiều các bạn bảo là bắt con khiếu mái ra nhốt vào lồng ấy. Thế nhưng mà mình nghĩ thì bắt ra giờ hơi khó. Lại phải dùng vợt thì sau nó nhát thì khổ lắm. Thế thôi mình cứ đành phải treo vào đây này cho nó làm quen nhau dần thôi, chứ còn thì khó ghê ấy. Không được đánh nhau đâu nhá, phải yêu thương nhau nhá. Con mái. Xem ra khó đấy các bạn, khó đấy. Ca này khó đấy. Ai ta. Càng lắm các bạn ạ. Con mái sung lắm. Con mái nó không có thùy mị, không thể thùy mị được các bạn. Xem ra là cái kiểu như là nó chung tình với con kia hay sao ấy, hay là chả hiểu làm sao. Con kia thì không biết là mình cũng chả có cam để theo dõi, nhưng không biết nó có táng con kia như vậy không. Nhưng nếu mà táng thì nó cũng phải táng luôn từ ngày đầu thả chứ đúng không nhỉ. Mình thấy rõ ràng chúng nó kè vào nhau kiểu âu yếm lắm mà. Con này thì nó thái độ khác, con này con mái kia là nó không yêu thương luôn. Ôi chà, gian nạt thế đây. Thôi được rồi, khó khăn trong cái vụ này đây. Con mái ấy nó vẫn đang sung không các bạn này. Đấy, nó vẫn đang ngó nghế ra bằng được đây này. Cái kiểu như là theo ra tới cùng đây này. Căng thế. Khó khăn đấy nhỉ. Bộ môn này hơi khó đấy. Khiếu mái ơi, mày hơi ương rồi đấy. Mở ra. Quát cho trận. Mày hơi ương rồi đấy mái ạ. Thái độ là vừa thôi. Không muốn đẻ không? Không muốn có em bé không? Hả? Không muốn có em bé không? Mày ương với lại người yêu thế hả? Giời ạ. Chị cứ tranh chuyển nó vừa phải thôi. Sao? Ương chứ. Ấy giời. Thôi bây giờ mình mang con lại mang con trống lên các bạn, để cho nó hot hit với nhau. Cái kiểu nó gọi nhau tí cho nó quen dần cũng thì càng lắm. Đúng là cuộc tình không chung lối các bạn. thật sự là chúng nó không yêu thương nhau. Thôi được rồi, ở đây mình sẽ cố gắng tìm những cái phương án tích cực để cho chúng nó ghép đôi vào với nhau. Nhưng mà nếu không có gì thay đổi thì chắc 2-3 hôm nữa là mình cũng sẽ phải tiến hành vào thôi. Thế thì mình bảo là nhất ăn cả ngã về không. Nếu mà thấy chúng nó thái độ với nhau quá là phải
phải mang con mái ra, để con trống ở trong đấy các bạn, mang con mái ra thôi. Để cho con trống ở trong đấy một thời gian sau bắt đầu mình mới thả. Đấy là xem chiều hướng là như vậy. Còn bây giờ thì cứ để cho nó ở đây. Ở đây nhá. Nó dọa được cái sợ hốt hèn. Nếu như bây giờ mà mình bắt khiếu mái ra mà để nhốt hai con sang hai lồng ấy, thì mình nghĩ chắc chắn là không còn kịp nữa. Không còn kịp mùa sinh sản nữa. Khó đấy, bây giờ gọi là tiến thoái lưỡng nan. Ui. Ui, chim khuyên về nhiều các bạn. Ui, các bạn nghe thấy nhiều không? Ui trời. Đây gọi mới gọi là rừng về nhà, mang rừng về nhà ghê chưa? À, các bạn ạ. À, bây giờ này, bỏ chuyện là chim khiếu đi. Các bạn nào có những cái kinh nghiệm gì các bạn cố gắng bảo với mình. Chứ còn thì bây giờ nếu bắt ra ấy, nếu bắt ra bây giờ mà nhốt hai con riêng hai lồng thì cũng muộn, mà thả ra vào bây giờ thì cái tỷ lệ mà chúng nó mà không may mà xung đột gì xảy ra cũng khổ. Thế cho nên là ca này thật sự là khó đẻ. Thôi chia buồn với cái chuyện của khiếu đó, thì mà mình chia sẻ với các bạn một cái như này. Không biết là có phải là vì lý do thật hay không, thế nhưng mình tìm từ vườn nhà mình này sang vườn bác hàng xóm này, không có một cái tổ chim khuyên nào, không có một tổ chim trà mào nào của năm nay luôn. Thì như hôm qua thằng Nhân nó bị sẩm một con bìm bịp ra ấy, bị một con bìm bịp ở ngoài hoang dã nó đuổi ấy, thì mình nghĩ rằng là ở vùng nào mà có bìm bịp ấy, thì mình nghĩ rằng là chim nó ít làm tổ hơn, hoặc là nó sẽ không làm tổ. Bởi vì sao? Bởi vì là nó sợ bìm bịp, đặc biệt là chim khuyên, nó rất sợ những cái dòng chim ăn thịt, cho nên là nó khi nó chọn tổ để nó làm ấy, nó tìm những chỗ an toàn mà ít có chim ăn thịt tới, thì mình nghĩ là như vậy. Thì có khả năng là mình sẽ chiều tối hoặc chiều chiều là mình sẽ đi vào trong gần chỗ nhà anh trai mình, trong đấy cũng có một cái vườn bưởi của cái nhà cái anh hàng xóm ấy, bưởi nó rậm rù như thế này luôn. Mình nghĩ là có khả năng thì may ra có được tổ nào thì có. Còn thì nếu có hay không mình cũng không dám quay. Bởi vì là sợ lại chôm chôm mất. Thế nhưng mà vào trong vườn nhà mình các bạn này, ui xời, nó về đây nó tìm sâu ở trên hoa bưởi. Đàn này nó phải tầm lỗ 15 con. Chắc chắn phải rơi vào tầm 15 con luôn. Vừa đi ra vừa nói chuyện với các bạn, vừa đi theo chân của chúng nó này. Nhiều thế. Chíu chít cả. Rồi, bây giờ thì có khả năng thì mình sẽ kết thúc video đây các bạn. Để mình... mấy con vịt kia đấm mồm quá. Để mình tiếp tục ghép video rồi đi tìm mấy tổ chim đấy các bạn. Vui đấy. Còn thì mấy chú khiếu kia thì mình sẽ châm cứu dần các bạn, sẽ cố gắng. Còn thì nếu không cố gắng được thì các bạn cũng thông cảm cho mình nhé. Duyên không thành.